Fortuner máy xăng 2 cầu giá chưa tới 500. Xin chào anh chị quay lại với Thảo Dung Auto Sài Gòn. Cái chiếc mà 58.000 á là Dung đã bán rồi nha. Hôm nay Dung về một chiếc tương tự, đi nhiều hơn một tí thì giá mềm hơn một xíu. Giới thiệu với anh chị Fortuner máy xăng 2 cầu số tự động, xe 2013 màu xám lông chuột, đứng tên công ty, biển Sài Gòn luôn. Xe này thì đi được 78.000 cây, lên full phụ kiện luôn rồi nha anh chị. Có cho mình luôn là đầu giải trí Android luôn rồi, camera hành trình, ghế da thì riêng theo xe, bên ngoài thì dán phim, che mưa, đầy đủ hết rồi. Mà anh chị đi một vòng quanh thân xe nè để xem form dán với Dung nha. Xe này độ bóng nước sơn đồ như thế nào ha, còn như thế là khá là đẹp nha anh chị. SUV 7 chỗ, gầm cao, 2 cầu mạnh mẽ, đi đường trường nè, đường địa hình là anh chị đi thoải mái, đi vô tư luôn. Cả gia đình đi được 7 người nha, khá là rộng rãi, thoải mái, máy mạnh, đi ngon, mà giá thì lại mềm. Hôm nay Dung chào chiếc này có 455 triệu thôi, giá rất là hợp lý để anh chị sở hữu chiếc 7 chỗ mà lành tính nè, bền bỉ nè, mạnh mẽ nữa, đi thoải mái luôn, rất là yên tâm đi. Đặc biệt là anh chị đi đường xa, đi đường trường á, đi mấy chiếc Fortuner này thì nó rất là lành, mình rất là yên tâm nha, chi phí bảo dưỡng vận hành thì lại thấp, thoải mái luôn. Đó, form dáng thì khá là hầm hố ha, đậm chất SUV, màu xám lông chuột, màu này thì quá là ngầu rồi. Thời điểm mà 2013 là chiếc này là cả một tài sản luôn nha anh chị, lanh quanh cả tỷ 3 lần. Còn bây giờ 455 triệu thôi, giá rất là hợp lý để anh chị sở hữu xe 7 chỗ mà đẹp nè, đó, lành tính nè, bền bỉ nữa. 455 triệu, mời anh chị cùng Dung đánh giá chi tiết chiếc Fortuner 2013 máy xăng 2 cầu này nha. Rồi đầu tiên như thường lệ nè, mời anh chị xem nè, đường dập nổi trên capo nè. Đây, đó, ở dưới đèn ha, độ bóng nước sơn rồi còn khá là đẹp đó anh chị. Đồ Toyota nồi đồng cối đá anh chị đi rất là bền. Rồi, xe 2013 tới giờ ha, đèn nè, đó, còn cũng khá là đẹp nha anh chị, đó, không đục, không bể ha, không ố vàng, ga lăng luôn nè. Đó. Mã rơm còn rất là sáng. Đó. Logo to bản, cụm đèn bên này cũng vậy. Đối với xe này 2013 là bản cao cấp nhất nè, mình có nè, dạng bóng chiếu nè. Đó. Thiết kế, ngôn ngữ thiết kế anh chị thấy đẹp không? Đó. Đậm chất SUV chưa? Rồi, phía dưới này đèn gầm nè. Đó. Xe về thì bên có chày xước thì bên Dung cũng đã xử lý rồi, nên anh chị lấy về đi thôi, không có tốn chi phí dọn rửa gì thêm đâu. Cái phần đèn gầm này cũng vậy, ở đây nó có phần nhựa nó hơi xước nhẹ xíu thôi, còn lại thì khá là đẹp nha anh chị. 78.000 cây nha. Đó. Rồi phần bên hông xe nè, anh chị sẽ thấy nè, cái độ bóng nước sơn nè, đường dập lặn dập nổi ha, không có quá nhiều chi tiết dập lặn dập nổi đâu, mà được cái như vậy thì mình đi nó sẽ rất là bền dáng nha. Đây mâm vỏ nè, đây, mâm to nè. Đó, bản 2 cầu, mâm to nhất luôn, đi thoải mái. Rồi, vỏ nè. Vỏ thì đã được thay rồi, nhưng còn rất là dày, anh chị đi tiết kiệm lắm. Đó, hiện trạng có sao thì Dung quay như vậy để anh chị đi mình xem cho nó dễ. Chiếc này thì nó sẽ không có cọp được như cái chiếc 58.000 đâu nha. Xe này đi 78.000 cây. Bên ngoài thì mình cũng đã có nè, tay nắm cửa mạ rơm, dán phim che mưa. Đó, xe thì bên Dung cũng cấp chứng nhận cho anh chị ha. Keo chỉ động cơ hộp số là nguyên zin. Anh chị nhìn keo chỉ nè, nguyên bản hết nha anh chị, không đâm đụng, không ngập nước, động cơ hộp số là nguyên zin. Đó, tắc bi, đồ nồi đồng cối đá, đồ Toyota, đi 10 năm rồi mà chất còn đẹp cực kỳ, các chi tiết nội thất đồ còn mới tinh nè. Xe này thì đã được trang bị đầu giải trí Android rồi, à, anh chị lấy về đi thôi, không có tốn chi phí dọn gì thêm nữa, có camera hành trình luôn, bọc trần, đó. Ghế da nguyên bản zin theo xe. Nè anh chị thấy nè, cái xe này nó đi nhiều hơn cái chiếc 58.000 nên cái chất da nó sẽ không có đẹp bằng nha anh chị. Đó. Cần số nè. Đó, đúng chuẩn nha anh chị. Thôi, cần gầy cầu nè. Mấy cái chi tiết nội thất nè, anh chị thấy nó còn đẹp ghê không? Đó. Không có được như cái chiếc hôm bữa thôi, cái chất xe như vậy là quá tuyệt rồi. Trải sàn, bọc trần. Ghế da zin nguyên bản hết nha. Rồi đây, anh chị nhìn cái bản lề nè, thì đã lên đề status luôn rồi. Đó. Keo chỉ cửa phía sau, cửa nẻo thì chắc nịch nè. Đó, chị nhìn nè. Đây, đẹp chưa? Đó. Máy chi tiết nè, ốp giả gỗ nè, hay bằng da cho nó êm. Rồi, keo chỉ bản lề nè.
Đó, lấy xe đời sau nên Nhung quay rất là kỹ để anh chị có ở xa anh chị xem mình cân đối cho nó dễ ha. À, dưới ghế nè. Đó, xe chạy sàn sạch sẽ rồi. Cửa gió phía trên này nha, dàn lạnh của Toyota 10 năm không xi nhê gì đâu nha anh chị. Đó, nội thất rồi dàn lạnh, cửa gió Vivu. Nói chung là 7 chỗ rộng rãi. Anh chị thấy cái ghế nó khá là rộng nè. Thấy không? Đó, khoảng để chân nè. Thoải mái luôn. Đó, xe này đi 7 người ngồi vô tư. Đó, có bệ tì tai luôn nha. Bây giờ mà anh chị mua nó rẻ lắm rồi, có 400 mấy chục triệu thôi. Xe 2013. Đó. Rộng rãi, mạnh mẽ, bền bỉ. Bệ bước chân rồi, mâm phía sau nè, mâm này đây, phanh phía sau là phanh tang trống nha. Xe mình là có gài cầu, ví dụ như cần hai cầu thì anh chị gài hai cầu đi, còn bình thường thì mình đi một cầu thôi. Phía trên là anh chị có nhãn gió nè, rồi thiết kế mâm ngựa đèn tròn ha, 20 những năm khoảng 20 hay là 10 23 rồi là đèn như vậy nè anh chị, đèn tròn thì nó rất là xinh. Rồi Fortuner mạ rôm quốc qua đây, nhìn cái đèn nó đẹp lắm, dễ thương. Tới giờ luôn vẫn không có thấy quê nha. Bản V, camera cảm biến lùi. Đây, nhìn cái vỏ sơ cua nè. Đó, rồi gầm bệ nè. Hiện trạng sao thì Nhung quay như vậy thôi. Đó, đẹp chưa anh chị? Gầm nè, xe biển Sài Gòn mà. Đó, gầm bệ xịn chưa? Đây, keo chỉ cớp nè. À, nguyên bản nha. Đó, chưa mất miếng keo miếng chỉ nè. Đây. Chiếc này thì chắc chắn là nó không có được như cái chiếc 58.000 thôi, nhưng mà động cơ hộp số keo chỉ là phải nguyên zin, bên Dung thì không có làm xe lỗi, xe nguyên bản như vậy nha anh chị. Đó. Rồi cốp thảm sàn, hai ghế này gập lên thì mình để đồ được rất là nhiều đồ, còn khi mà anh chị gập hai ghế này xuống thì ngồi thêm được hai người lớn nữa, ngồi cũng khá thoải mái nha. Đó. Xe rất thích hợp đi gia đình, đi xa rồi thoải mái luôn. Đi về quê rồi là anh chị chở đồ, chở mấy bé rồi đi vô tư. Mà xe rất là lành nữa. Cửa gió phía sau có luôn. Đó, mát mẻ cả xe. 2.7 máy xăng, hai cầu. Nè, anh chị thấy form đẹp ghê không? Đó, 2.13. Tới giờ luôn. Mạnh mẽ, hầm hố lắm. Nè. Vỏ nè. Đó. 4 cái vỏ thay rồi cho nên là mới tin nè. Anh chị lấy về đi tiết kiệm rất là nhiều nha. Cái xe này, mấy xe này mà đòi vỏ zin như cái chiếc kia thì hiếm lắm rồi. Chiếc 58.000 bữa hổm là hiếm lắm mới có một chiếc như vậy. Cái này 78.000 thì Dung chào có 455 triệu à. Giá rẻ rất là nhiều rồi. Đó. Xe này bán nhanh trước lễ luôn. Anh chị nào cần xe đi lễ gọi cho Dung nha. Lên xem xe rồi thương lượng lấy xe đi luôn. À, có xe đi lễ giá rẻ quá chừng. Chất da còn rất là đẹp. Cái da này anh chị là da zin theo xe, nó rất là bền. Ngồi nó cũng êm ái hơn nữa nha. Rồi anh chị nhìn bản lề nè. Đó. Nguyên bản hết nha anh chị. Dốc dưới ghế nè. Đó. Cái thoáng đi thoải mái. Rồi keo chỉ nè. Đây. Đây. Tapi da nè. Đó. Cửa nè. Auto nè. Lề nè. Đó. Rồi. Chỉnh gương nè, gài cầu nè. Đó, anh chị thấy nó còn mới không? Vô lăng nè. Nè, anh chị nhìn cái vân vô lăng nè. Đó, 2013 tới giờ mà nhìn cái vân vậy nè anh chị. Ghế chỉnh điện ha, chất da nè. Cái ghế này là ghế hay dùng nhất mà anh chị nhìn chất da nó còn đẹp nè anh chị. Đó, 70 mấy ngàn thì nó ở mức này nha. Rồi. Bản lề nè. Đó, nguyên bản hết. Hiện trạng có làm sao thì Dung quay như vậy nha anh chị. Đây, êm ái. Xe này thì được trang bị luôn đề ta top rồi. Đây. Đây, 78.000. Dàn lạnh mở lên là mát liền, mát rượi liền. Mạnh lắm. Đồ giải trí Android xịn chưa, mua xài như là có cái máy tính bảng trên xe, giải trí thoải mái luôn. Số nè anh chị thấy nè. Đó, gài cầu nè, thanh tay nè. Đó. Thì tay để tay lái thoải mái luôn. Đó. Đây quay lại cho anh chị xem nè, một trần trải sàn ghế da 7 chỗ rộng rãi thoải mái luôn cho cả nhà đi là vô tư.
mấy chi tiết tắp bi đồ này kia, tắp lô còn mới tinh à. Đó, đồ Toyota 10 năm rồi. Tổng quát khoang cabo xuống động cơ ha. Rồi anh chị xem giúp dùng nè. Ốc cabo nè. Đó, cabo chưa ra ha. Đó. Keo chỉ cabo zin nè. Chưa mất miếng keo miếng chỉ nào ha. Mấy cái ti, mấy cái lỗ tròn là còn nguyên bản hết. Nguyên bản hết nha anh chị. Đây. Ốc nè. Mình quay rất là kỹ để anh chị xem. Động cơ nè. Đẹp không anh chị? 2.7 xăng hai cầu, đi bao mạnh luôn. Đó. Máy to, khỏe. Rồi. Đó. Động cơ hộp số là nguyên zin. Keo chỉ động cơ hộp số nguyên zin ha. Bao nhiêu cấp cho mình chứng nhận chất lượng nha, chứ không có nói suông. Fortuner, máy xăng hai cầu, số tự động xe 2013. Đứng tên công ty, 78.000 cây đã lên, dán phim, che mưa, ghế da zin theo xe, đầu giải trí Android, camera hành trình đầy đủ, đã 4 vỏ đã được thay nên là còn dày cui, anh chị đi thoải mái. 78.000 cây. Dung đang chào chỉ có 455 triệu thôi, sở hữu được Fortuner hai cầu nha anh chị. Đi khỏe, mạnh, đầm chắc. Đi đường trường, đường địa hình anh chị đi thoải mái. Chiếc xe 7 chỗ gầm cao mà giá bây giờ chỉ có loanh quanh 450 thì quá là hời rồi. Nên là anh chị quan tâm nhớ ưu tiên gọi sớm cho em Dung nha. Xe này dự kiến bán rất là nhanh nên là nếu có đang quan tâm thì nhớ ưu tiên gọi liền cho em Dung. Xe thì hiện tại bên Dung đang có nhiều. Đó, có nhiều mẫu đang có ưu đãi về giá cực kỳ tốt, đặc biệt là Honda CR-V nè. Ba chiếc Lexus thì đều đang có giá ưu đãi cực kỳ tốt. Nhất là ưu đãi tốt nhất cho anh chị nào lấy xe liền, đi kịp lễ là Dung sẽ ưu đãi tốt nhất luôn. Đó, còn anh chị nào đang có quan tâm mẫu xe nào bên Dung thì nhớ ưu tiên anh chị gọi cho em Dung nha, hoặc là đến showroom nó là gặp Thảo Dung để Dung đón và Dung hỗ trợ cho anh chị. Hiện tại thì Dung vẫn đang cần mua thêm nhiều xe nữa nha. Thu mua thì bên Dung là mua nhanh gọn tận nơi, không kỳ kèo, không ép giá. Và nếu như xe anh chị có đang vay ngân hàng thì bên Dung sẽ hỗ trợ xóa giấy chấp luôn, nên là rất là đơn giản để anh chị bán xe nhận tiền nhanh chóng gọn gàng. Đặc biệt là những dòng xe đẹp thì bên Dung sẽ thu cao hơn thị trường ít nhất là từ 10 triệu. Nên nếu mà anh chị có xe cần bán nè, hoặc là người thân bạn bè mình có cần bán, cần đổi, cần định giá, anh chị nhớ gửi thông tin cho em Dung nha. Số điện thoại 0888224668. Rất mong được cô chú anh chị ủng hộ và rất mong cho Dung một cơ hội được phục vụ cô chú anh chị nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào.